Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần bài học cuối cùng của phần lên nhật ký chung. Chúng ta làm xong công thức cho từ cục B đến cục R rồi. Bây giờ công việc của chúng ta là công việc đơn giản nhất là copy phần bên này xuống. Chúng ta để ý rằng ở bên sheet nhật ký chung, sheet chứng từ ghi sổ, cái dòng cuối cùng đó là dòng 2380, từ dòng số 9 đến 2380. Thì do cái đặc trưng sheet chứng từ ghi sổ thì chúng ta chỉ hạch toán một dòng cho một bút toán thôi. Còn nhật ký chung thì một bút toán chúng ta hạch toán thành hai dòng. Cho nên ở sheet nhật ký chung này, chúng ta cái số lượng dòng ở trên sheet, cái số dòng trên cái sheet số nhật ký chung nó sẽ ít nhất là gấp đôi so với ở bên chứng từ ghi sổ. Thì bây giờ chúng ta chỉ việc copy xuống khi nào cho nó hết cái dòng cuối cùng ở của tháng 12 thì thôi. Ở đây xác định kinh doanh, kết quả hoạt động kinh doanh ở đây chúng ta sẽ kéo xuống hết sao cho nó đủ thì thôi. Copy thì có nhiều cách, có thể là chúng ta chọn cái vùng cần copy ở đây, chúng ta trỏ chuột vào cái góc phải bên này, khi nào nó có xuất hiện dấu cộng rồi thì chúng ta kéo xuống. Đó là một cách. Cách thứ hai nữa là các bạn có thể chọn cái vùng cần copy này, sau đó bấm Ctrl+C, sau đó chúng ta trỏ chuột vào cái thanh trượt này, cái thanh thước dọc ở bên phải này, chúng ta kéo xuống. Chúng ta giữ phím Shift và click vào cái ô, giữ phím Shift và click vào cái ô này, chúng ta bấm Enter, thả phím Shift ra và chúng ta bấm Enter. Như vậy thì cái số liệu của chúng ta nó đã copy xong. Rồi bây giờ cách của chúng ta phải kiểm tra lại cái sum ở bên nợ này, sum bên có này nó có bằng nhau chưa. Thì chúng ta sẽ lấy bên nợ trừ bên có thì bằng nhau chưa. Rồi ngoài ra chúng ta phải đối chiếu lại với bên cái chứng từ ghi sổ này, thử nó bằng nhau, nó bằng cái chứng từ ghi sổ chưa, tổng số cái số này bằng cái chứng từ ghi sổ chưa. Ở đây rồi. Như vậy là chứng từ ghi sổ của chúng ta đã ok rồi. Phần cuối như này, số số này có bao nhiêu trang, đến số từ số 1 đến số bao nhiêu, thì khi chúng ta in sổ có thể là không nhất thiết chúng ta phải ghi vào, nhưng khi chúng ta định dạng in thì chúng ta định dạng số trang trên cái tờ in của mình. Ở đây sẽ có cái cục A, khi chúng ta in sổ ra thì chúng ta không in cục A, cục R chúng ta cũng không in. Và trước khi in thì chúng ta sẽ ẩn bỏ bài lăng này đi. Thì những cái dòng nào mà nó không có số liệu phát sinh thì nó đã được ẩn hết đi. Ở đây có một cái vấn đề nhỏ nhỏ. Ở đây là các bạn thấy ở đây nó có cái cục mà số chứng từ, nó có cái số 0 này. Số 0 này. Thì cách ẩn những cái số 0 này thì các bạn xem ở clip sau, sẽ có hai cách dành đã được hướng dẫn rất là đơn giản, rất là tiện lợi. Các bạn xem ở clip sau thì sẽ biết. Cái quan trọng hơn là chúng ta sẽ định dạng cái vùng in. Định dạng vùng in thì ví dụ như chúng ta muốn định dạng cái muốn in cái vùng này thôi, thì chúng ta từ cái ô B1 thì chúng ta select vào ô B1, chúng ta kéo xuống đến cuối cùng. Ví dụ như từ ô B1 đến cái cục bên Y này, chúng ta in cái vùng này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chọn cái vùng này. Chúng ta sẽ vào layout, sau đó click vào cái menu này, trỏ chuột vào menu này ở góc tam giác này, thì chúng ta bấm vào dấu set print đây là chúng ta thiết lập cái vùng in. Như vậy khi chúng ta bấm Ctrl+B để chúng ta in thì nó chỉ in cái vùng cần in thôi, hoặc chúng ta muốn bỏ đi thì bấm vào đây, bấm vào clear print đây. Khi chúng ta thiết lập vùng in này thì chúng ta không cần phải ẩn những cục này đi, nó chỉ in những cái vùng mà chúng ta đã chọn rồi thôi. Thì tùy theo cái trên cái máy mà chúng ta định dạng lại cho nó in cái trang in cho nó đẹp.
giờ chúng ta muốn bỏ đi, chúng ta bấm bên này là xong. Đó. Thì tất cả về cái bài học về Nhật, lên Nhật cái chung, tất cả đã được chúng ta đã được học. Sau khi học cái phần này rồi thì các bạn có thể sử dụng cái file này để làm kế toán cho vừa cái hình thức Nhật ký chung vừa cho chứng từ ghi sổ luôn. Thì bất kỳ một trong hai hình thức nào thì chúng ta có thể vẫn áp dụng được cái file này, rất là tiện lợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học này.